Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ sử dụng cái thính trên không để đi câu địch nha anh em. Đó thì chắc hẳn là những anh em nào mà đang xem cái video này rồi thì cũng đã xem qua cái cách làm gọi thính trên không của anh Mel đi game rồi phải không nào? Thì cái này rất dễ thôi, mọi người chỉ cần sử dụng cái bom băng, sau đó dùng cái thính gọi lên cái bom băng đấy. Thì khi cái thính nó rơi lên cái bom băng thì mọi người bắn vỡ cái bom băng đi là xong. Là như vậy chúng ta sẽ có một cái thính trên không. Một thanh niên ngay trước mặt mình này. À, một kill. Thanh niên xuống chưa nhặt được cái gì, nhặt ngay cây nỏ, thế là ăn luôn nguyên một đấm vào đầu luôn, chết luôn anh em ạ. Nhân vật cờ la khi mà xuống chưa có súng thì cực kỳ lợi luôn. Đó thì tại sao hôm nay mình lại sử dụng cái bom keo với lại sử dụng gọi thính để mình câu người. Tại vì anh em cũng biết rồi, cái gọi thính là cái để câu người đến rất là dễ và rất là nhanh. Thì đương nhiên là khi anh em gọi người đến ấy, nếu mà có cái drone thính ở dưới đất ấy, thì bọn nó sẽ tránh được. Khi mà mình bắn thì bọn nó sẽ tránh được. Nhưng mà khi mà cái gọi thính nó ở trên không ấy thì địch sẽ không tránh vào đâu được và anh em có thể giết địch rất dễ dàng. Đó. Thì nếu mà mọi người muốn test thì anh em cũng vào đánh thường test cũng được, cũng hay mà. Ok. Nãy mình có nghe thấy tiếng bước chân mà không biết là thanh niên này chạy đi đâu mất rồi. Rồi ok, mình vẫn chưa hề có một cái khẩu súng bắn xa nào. Tăng giáp thì ở đây rồi nhưng mà mình chưa có súng chưa có giáp để mà tăng giáp nữa cơ. Đó, UMP này. Nhặt tạm thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ mà muốn vào nhà là phải để ý xem trong nhà có ai giành mình không. Đây rồi. Một chàng trai bị bắn như thế mà không kiếm chỗ mà nấp, lại cứ thế mà chạy, buồn cho chàng trai ấy. Đó, ngon lành chưa, có luôn pha mát, có luôn một cái giáp 2 để mình tăng lên giáp 3 luôn. Kiếm đồ cực kỳ dễ luôn anh em ạ, mọi người mà muốn kiếm đồ thì cứ giết người thôi. Đó, mỗi tội là bắn pha mát mà cầm cái tay cầm một thì nó hơi hơi dị. Anh em cũng biết rồi, pha mát là cái khẩu mà gần như là nó giật nhất trong
Rồi, bạn ấy chạy mất rồi anh em ơi. Ít nhất là mình biết là rằng ở chỗ này có hai thanh niên luôn. Một thanh niên đi ô tô và một thanh niên trong nhà. Xong, giải quyết xong một thanh niên, còn thanh niên đi ô tô nữa thôi. Chắc là bạn kia bạn ấy cũng không thèm để ý đến mình đâu. Mình cứ thoải mái mình lụm chút đồ đã. Có luôn cái giá đỡ súng cho khẩu pha mát rồi. Đâu ấy nhở? Thanh niên kia chắc là cầm xe chạy đi đâu mất rồi. Mọi người cứ bình tĩnh nha, mình sẽ chờ xem cái bo nó thu vào xem là tình hình thế nào đã. Đó, mình sẽ làm ngay chỗ này nha. Rất là rộng và rất là thoáng để mình có thể dụ địch đến đây và mình giết. Đấy, thì anh em chỉ cần xây bom keo theo hình chữ X và ném một cái gọi thính vào giữa hình chữ X đấy là được. Và chờ gọi thính xuống thôi. Mình sẽ câu được khá người đến cái chỗ này đấy. Khi mà anh em dùng gọi thính xong thì tốt nhất là anh em nên rời xa cái thính này nhá. Nó rơi xuống thì anh em tiến lại gần nhặt thôi, chứ đừng có đứng ngay chỗ cái thính. Tại vì đứng ngay chỗ cái thính là rất dễ bị thằng khác nó đến và nó giết mình. Đấy, bây giờ mình chỉ cần hủy cái đây đi, hủy cái bom keo đi. À, có một con xe tới này. Ok, thanh niên đầu tiên. Một con mồi đầu tiên đã bị chết bởi vì ham cái gọi thính. Đó, anh em thấy không? Câu người cực kỳ dễ luôn. Với cái gọi thính ở trên không như thế này thì mấy thanh niên đến lút thính thì chắc chắn là không có chỗ nào để nấp rồi. Lút đồ thì vẫn lút được nha anh em, nhưng mà không có chỗ nào để nấp cả. Mình sẽ đánh con xe này đi ra chỗ khác để cho những cái thanh niên đến lút đồ tiếp theo. Mình chưa nói hết câu thì đã có một thanh niên bắn mình rồi. Căng rồi nha. Đó, mình cần kiếm một chút máu với lại một chút đạn tiểu liên. Và bây giờ là chờ cái thanh niên kia lộ diện thôi. Bắn con xe của mình gắt như thế cơ mà. Mình sẽ vẫn để cho cái đèn màu xanh của có cái thính nó sáng lên. Câu người nó dễ rồi anh em ạ. Đó, mình thấy rồi nha. Nào, một thanh niên nó đến để lấy thính này. Cứ việc thôi bạn ơi. Đấy là cái mồi mình quăng ra mà. Nào, để lấy thính đi. Mình cũng không hiểu lắm là trong cái thính nó có cái gì mà anh em ham vậy. Không biết là nó có một cái ma lực huyền bí thì không, mà nó hút người đến rất là đông. Thính vàng thì mình không nói nhé, thính vàng thì ít, nhưng mà thính xanh thì cực kỳ nhiều luôn. Đó, chờ đợi là hạnh phúc thôi. Cái thanh niên mà vừa mới xuống đây ấy, đang muốn thăm dò xem là ở cái thính ấy có ai không. Nên là bạn ấy vẫn chưa muốn tiến vào cái thính để làm gì cả. Kệ bạn ấy thôi, mình cứ ở xa mình quan sát thôi. Khi nào mà thấy bạn ấy xuống nhặt thính là mình giết luôn. Ở cái khoảng cách như thế này thì kể cả con ném bom keo ra đi chăng nữa thì mình cũng bắn nát bom keo và mình giết người thôi. Nãy giờ thanh niên chạy vào đây mà không biết chạy đâu rồi. Đó, bạn ấy đang tiếp cận dần dần kìa anh em ơi. Bạn ấy sang cái căn nhà kia rồi. Đấy, mình bảo mà, kiểu gì mà chả phải ra đớp môi. Rồi xong, bạn này chạy khá là hay. Cũng chỉ dám lượn và xung quanh cái thính thôi, chứ cũng không dám chạy vào lút thính anh em ạ. Bá đạo cho thanh niên. Anh em cứ bình tĩnh nha, mình sẽ đùa vui với bạn ấy một chút đã. Đây rồi. Mình thì chưa có ống ngắm 4X. Bắn cảm giác nó tầm xa nó hơi yếu anh em ơi.
Đấy, mình cứ chạy vòng vòng mình công thôi. Công 3 4 hướng luôn cho bạn ấy để xem bạn ấy đỡ bằng cách nào. Wow, ghê chưa anh em ơi. Thanh niên này xây cái gì đây? Xây hẳn một cái này thì xây giếng này. Bạn ấy xây, ui, xây ba quả bom keo kín mít luôn. Cái này thì đúng kiểu đào mộ chôn mình rồi. Này thì xây bom keo ngu này. Nào, nổ đi. Ô kìa, không sao kìa. Xong. Mình cũng không hiểu cho lắm là tại sao bạn ấy xây một cái bom keo nó như vậy mà mình ném bom vào trong nó lại không nổ ra. Rõ ràng là bạn ấy xây hình tròn mà lại không nổ với dị chứ. Ok, có thanh niên nào đến lút thính xanh nữa không nào? Đây người ta gọi là thính đây. Có bạn nào đến lút thì cứ đến lút đi. Chắc là lại không có ai đến lút rồi anh em ơi. Bò xa quá rồi. Cái bò nó mà vào đây nữa thì tốt. Mình sẽ cố gắng nán lại thêm một lúc xem là có thanh niên nào đến lút không nha anh em. Ngoài bo mất rồi. Nó ở trong bo thì ngon. Không có một thanh niên nào đến lút luôn. Sợ thật. Bo trên này hơi xấu anh em ạ. Nãy giờ mình thả mồi mà mới có hai thanh niên dính thôi. Nhưng mà thôi. À, mình nghĩ là hai thanh niên dính là cũng là tốt lắm rồi. Đi câu mà chẳng hạn như được hai con cá to cũng là tốt lắm rồi còn gì. Đó anh em không? Thấy không? Cao quá cái đầu luôn. Không hề thấp nha. Nó cao hơn cả cái đầu người luôn. Muốn lút được đồ thì phải nhảy lên. Rồi mình đành phải bỏ cái miếng mồi của mình đang câu địch thôi. Mình phải tiến vào bo đâu. Bo đang thua rồi mà. Ok, câu đi đi câu cá một hồi xong cái còn có 7 thanh niên thôi à. Ấy chà chà, mình thấy có một thanh niên bên dưới hồ rồi nha, bên dưới con sông. Bạn ấy bắn lên hướng cây cầu, chẳng nhẽ cây cầu có người chăng? Một thanh niên mất xác trên cái đỉnh của cây cầu luôn. Kia rồi. Rồi xong. Chưa kịp bắn bạn ấy đã chết queo rồi còn đâu. Làm gì đấy chàng trai? Đứng giữa cái cây cầu mà bắn súng à? Ok, thì 7 người mà bây giờ còn có 3 người thôi. Một thanh niên chạy nữa này. Mình sẽ sấy nát cái bom keo luôn. Để mình xem là bom keo của bạn ấy nhiều hay là đạn của mình nhiều. Có chạy vào rõ. Xong. Đấy, mình muốn đặt một ván cược thôi. Xem là đạn của mình nhiều hay là bom keo của bạn ấy nhiều thôi. Bạn ấy mà thêm một vài cái bom keo nữa là mình chịu rồi. May mà bom keo của bạn ấy hết trước khi số đạn của mình cũng hết. Mình chỉ còn có bốn mấy viên thôi. Hy vọng là cái thanh niên top 2 không bắn nó không tốn quá nhiều đạn. Bây giờ thì mình vẫn chưa biết bạn ấy đang ở đâu. Bo bên này đi nào. Rồi xong. Bo lại sang bờ sông bên kia rồi. Thế này thì có phải là tạo lợi thế cho địch không chứ lạ.
Rồi, thanh niên bên kia lại nấp sau cái tảng đá kia rồi. Đúng là ông trời không hề ủng hộ mình một tí nào cả. Mình đành phải giết bạn ấy trước khi mà bạn ấy thủ ở đấy được. Bây giờ mà không công ở đấy là mình sẽ chết này. Mình sẽ chết bởi bo. Đây rồi. Easy anh em ạ. Mấy viên vào đầu thôi. Giết cái thanh niên top 2 này quá là dễ rồi. Bạn ấy thủ tốt một tí nữa là mình sẽ chết bởi bo thôi. Nói chung là số mình vẫn hên anh em ạ. Rồi, cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like cho video nếu mà anh em cảm thấy nó hay và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nhá. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.